Vâng, lời nói đầu tiên của câu bộ Phước Hậu xin kính chào quý vị khán giả gần xa. Bắt đầu mở màn chương trình Phước Hậu và Mỹ Hằng xin trong ca một nhạc phẩm mang tên là Hỏi Anh Nói Em. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Yeah.